mà đứng giữa đường chơi, đứng đường chơi. À, đó, ai tới không? Đi không? Ai đi không? Chào mừng mọi người trở lại với channel của mình, và hôm nay là một mùa Giáng sinh với bạn. Giáng sinh thì mình sẽ chơi cái tựa game gọi là liên quan tới Giáng sinh cho bạn, cho bạn xem để bạn có hưởng được không khí là Giáng sinh của bạn. Và hôm nay mình sẽ giàu làm ông già Noel bạn. Thì mình có đọc tựa đề mình cũng biết mà. Nếu bạn thích video này hãy để lại một like, một subscribe nhé. Và qua đừng quên chia sẻ để tạo động lực làm tiếp cái tập sau. Và mình bước vào game luôn các bạn. Let's go. Đây, mình sẽ có một chiếc xe, đúng là rich cat, rich rich dad. Mình sẽ có một chiếc xe để mình đi giao quà các bạn. Đó. Chơi. Này mới vô là ông thấy không? Ông mập mập nè. Ông mập mập là nhìn là biết là giống ông già Noel nè, tôi là ông bạn. Ông bạn. Tại sao ông tế nhỉ? Lên xe. Ừ, không. Đĩ này mới vô nha, đừng tập cập á, nhìn biết để đó 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 đó. Ok, mình sẽ đi tới cái điểm đỏ bạn. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Vậy đúng không? Điểm đỏ đâu nhỉ? Cút bố mày ra trễ rồi, mắc đá rồi, mắc đá rồi. Mình soi đây, mình soi giờ gì giờ 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 ấy. Mình bị lag, giống lag bay. Game giống bị lag bạn, mình phải chạy lại nữa. Mới rồi vô làm thử thách 24 giờ làm nhà men mà vậy đó. Nhà đó, có chiếc xe ngon, xe độ không à. Ê, ngầu quá đi mà xe mình như cất luôn. Đây, 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 tới nè, tới nè mấy em. Những qua nữa. Ấy, ấy, tao giỡn là xém xíu tung rồi. Nó đi. Lên lên. Trời. Rất đá có khác. Mình sẽ đi tới mấy căn nhà vậy. Đấy thấy không? Chở rồi. Quá tải công an đâu ra bắt thôi. Ra nhận quà em ơi. Quà tới nơi luôn. Đinh 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 đinh. Yeah, rồi được 100 bạn. Lên đi. Đấy, vừa giao xong có tiền mua lên đồ liền mày. Đây. Ôi mình giao giao hết cái đống đó luôn hả? Đó đó mày dựng xe ngu, dựng xe ngu không? Đánh mày chết giờ. Lên. Qua lấy cái màu đỏ rồi sao nè. Xe gì cứ như tiếng súng nữa. Đâu em? Lên không? Sao đứng đường ngoài vậy? Ồ, nhỏ nhỏ, sorry sorry. Trời nó lâu. Ừ lấy đi. Ủa nó lâu mấy bạn. Quẹo. Hello em. Mạng trời. Cho có 3 phút mà vô mấy này nó hết mấy phút rồi. Cái này phải lái ẩu mà. Cái này không phải bắt buộc em mà phải ẩu tung chết bà. Rồi nói vô nói nữa. Ok vừa đủ mẹ. Rồi xong. Chết bà còn quay về nhà rồi. Mi quà mà nó nhiều quá nha. Có cuộc làm cũng xong. Nãy tại mấy đứa kia nó nhiều quá tại mình. Ok, xong màn thứ hai và mình được 300 nữa. Tới Vân Anh và tìm 5 đứa trẻ về cho chúng quà và trở về. Ây da, nặng đây. Cái này nặng đô nè. Xe kiểu như xe cùi quá, lên số không nổi bạn. Hay da. Năm quà luôn, năm quà hơi căng nha. Santa có xuống cướp xe được nha. Xuống cướp xe được thì ngon nha. Chuyển quà qua mấy chiếc xe này, chạy cho lẹ. Xe đổ bạn. Ây da. Có quà nha. Ôi 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 ôi. Lại cái thằng để xe ngu mày không thấy xe tao mày. Đó 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 mẹ chết. Và 3 phút mà còn 4 người lận tung hết á. Nước nóng đi, nước nóng. Quà tới nè, quà tới nè, thắng nào cũng kịp thì thôi nha. Thắng lại không kịp là người mất tiêu luôn. Ngắn hàng nhớ tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ. Giao hàng đi, trễ rồi, trễ nãy rồi mẹ. Đặt hàng vậy mà mình giao cũng như cướp.
Well. Tao nè, vô 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 vô. Lẹ lẹ đú. Con chặn được xe. Ủa đi. Lên lên lẹ 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 con có phút à. Lẹ, úi. Rồi thêm chiếc xe dựng ngu nữa. Không kịp rồi bạn. Này. Hả cho phép mình xuống mình chập mấy thằng này luôn mày. Hết giờ luôn. Ây da, đuổi việc rồi. Xong rồi, mình bị đuổi việc rồi. Rồi xong, hư xe đuổi việc luôn. Ok, mình sẽ quay back anh đâu lại và mình coi với 300 đô này. Ồ, oh, có vài chiếc xe kỳ lắm ạ. Cười cứt mẹ. Ok. Mình cũng biết mình bị đuổi việc rồi, mình nên cốc chạy xe nữa. Nhây xíu đi chạm vòng với ông già Noel nữa, gặp mấy thằng này choáng mất. Cốc chạy xe giao hàng nữa. Yeah. Tại mấy mày nó nhiều quá, qua tôi choáng mấy mày luôn nè. Chạy đi, chạy bộ đi, chạy bộ giống mà để đỡ lại, khỏi làm nhau già Noel nữa. Khỏi làm dịch vụ shipper tận nơi trong mùa lễ Giáng sinh. Ui, ui, được tự do, ui, phịch trúng cái cột. Ui, đây 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 đây. Ê, muốn đánh lộn em? Giáng sinh ngứa tay, ngứa chân nè. Ôi sơ, ok dạ, đi không tới được, phải có chiếc xe vậy. Đi không, đi không? Mình sẽ khám phá vòng vòng, ô, gì đây? Đừng gốc lát, trời. Ui. Ấy, ôi. Ui, gốc lát bạn. Ây da, game nhiều gốc lát quá. Lên được luôn nè. Rồi, mình sẽ hóa thân vào cô bé mang diêm. Ôi da, cái đường này. Mà đứng giữa đường chơi, đứng đường chơi. À, đó, ai tới không, đi không, ai đi không, ai không, sao quên đây, xe rồi, ai đi không, đứng đường nè, ai đi xe, anh ơi, em anh ơi, đi không, đi không, đi không, anh ơi, chị em đi dạ anh ơi, ủa, nhây, anh tài heo, xe quéo gì tung đi luôn à, có xe đổ, qua, 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 anh ơi, nghe không anh ơi, anh ơi, lên ơi, mở cửa ra anh ơi, trời, nhìn người mình bự hơn chiếc xe luôn rồi, ảo, cút ra coi, chở tao lên, này mà giống GTA thôi các bạn, trời ơi, mấy thằng này chết bà mình luôn, này vậy, anh ơi, nghe không anh ơi, sẽ vô mấy cái nhà này không, vô không được á, rồi. Rồi cái sinh của ta nè, ngon. Cái này mà có thêm cái con tuần lộc nữa, ok luôn. Đúng chất luôn. Đeo rào vô. Không khó không, có ống khói không? Sao có cái này nha. À được, đi xuyên luôn. Vãi, ui. 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 Và cái ghế bị xuyên mấy bạn. Ghế bị xuyên. Cái gì đây? Để khám phá hết cái gì đây? Rồi, cái ban công. Ê, cái gì có màu đỏ nè. Đây nè, đây nè. Đi vô được không? À, cái khu vực màu đỏ trong, ui. Đi vô được các bạn. Hơi căng thẳng nha. Hơi khó nha. Ê da, quả quýnh lộn đi. Giỡn nghe. Cái nào à? Mày nhớ mày lớn mày đâu nhỏ đâu. Cái phút mày nhỏ nha. Đúng là trên mạng với ngoài đời một cái khác biệt vậy gì. Ây da. Nãy hình trong hình nó nhỏ xíu vậy. Ngoài đời già quỷ vậy. Anh ơi. Nghe anh ơi. Em chạy còn nhanh hơn xe của anh đó nha. Quăng xe đi anh ơi. Để xe làm cái gì anh ơi. Ok bạn, và tập này mình trên đây thôi. Nếu bạn thích video này để làm mình một like, một lượt subscribe để ngoài ra có thể chia sẻ video này để tạo lực để làm tiếp các tập sau. Và chúc bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nhé. Và mấy bạn có thể
mình sẽ còn trong tuần này mình sẽ còn ra nhiều video hơn nữa để đón Giáng sinh cùng với bạn. Nếu bạn thấy game này vui và mình với bạn cùng đón Giáng sinh với nhau thì để lại bình luận bên dưới và là mình sẽ làm ra tiếp những video hay hơn và chất lượng hơn. Ok, bye bye, xin chào các bạn.